Thưa quý vị, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang vừa chủ trì tổ chức đoàn công tác của Công an tỉnh khảo sát nắm tình hình địa bàn tuyến biên giới thuộc huyện An Phú, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình. Tham gia đoàn còn có Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Tại buổi thăm và làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình kết quả công tác bảo vệ biên giới, công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận biểu dương những thành tích tiêu biểu trên các mặt công tác và tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ của lực lượng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình. Qua đó, cũng đánh giá cao sự chủ động linh hoạt trong công tác phối hợp giữa lực lượng công an, biên phòng, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trong công tác quản lý biên giới, đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục đề cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến khu vực biên giới của tỉnh, góp phần vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Tiếp đó, đoàn công tác khảo sát thực tế điểm đường biên trên tuyến đường bộ và đường thủy khu vực biên giới huyện An Phú. Ngày 20 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra kết quả công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 thị xã Tịnh Biên. Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, đoàn công tác đánh giá cao kết quả Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 389 thị xã Tịnh Biên đạt được trong thực hiện các chương trình kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cơ bản phục vụ tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, không để phát sinh, hình thành các tụ điểm phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu Ban chỉ đạo 389, Ban chỉ đạo 138 thị xã Tịnh Biên tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, phát huy ưu điểm, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 trên CB của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm từ xa, quyết tâm ngăn chặn, xử lý tình trạng tham nhũng tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tích cực đổi mới nội dung phương thức, phương pháp tuyên truyền để huy động các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể người dân cùng vào cuộc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên mọi lĩnh vực. Khi thị xã Tịnh Biên là đơn vị hành chính giáp biên giới nước bạn, có khu vực cửa khẩu quốc tế với hoạt động giao thương hàng hóa của cư dân hai bên biên giới rất sôi động. Ngày 20 tháng 9, tiếp tục hoạt động lấy ý kiến đóng góp luật chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Dự thảo luật gồm 12 chương, 116 điều, quy định việc điều tra cơ bản điều tra địa chất và khoáng sản, bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác, hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, chế biến khoáng sản, tài chính về địa chất khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đại biểu thống nhất tên gọi của dự thảo luật hiện hành là luật khoáng sản năm 2010, không bổ sung dầu khí vào phạm vi của chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định theo hướng tất cả các quyền khai thác khoáng sản phải được cấp thông qua đấu giá hoặc đấu thầu. Việc loại trừ các khu vực khoáng sản không đấu giá có thể được thay thế bằng việc thêm các điều kiện để được tham gia đấu giá. Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo luật công chứng sửa đổi với sự tham dự của đại diện một số phòng công chứng, văn phòng công chứng trên địa bàn. Dự thảo luật công chứng sửa đổi gồm 10 chương, 79 điều, được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên 9 điều, sửa đổi 61 điều, giảm bớt 11 điều và bổ sung 9 điều mới trong tổng số 81 điều của luật công chứng năm 2014. Đại biểu tập trung thảo luận về quy định độ tuổi công chứng viên, việc đăng ký thành lập và hoạt động của văn phòng công chứng, việc hợp danh trong văn phòng công chứng để hạn chế tình trạng hợp danh hình thức gây sự bất ổn định trong hoạt động hành nghề công chứng. Đồng thời, đề nghị bỏ quy định cấm tổ chức hành nghề công chứng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu thông tin về tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên, xem xét lại chủ trương chuyển nhượng bán văn phòng công chứng. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 9, tại khu du lịch Tà Bạ Xoài Chét, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn,
Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức khai mạc hội đua bò truyền thống lần thứ 18 năm 2024. Đây là một trong những hoạt động khởi đầu chuỗi hoạt động mừng lễ Sen Don Ta của đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương. Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18 năm 2024 có 20 đôi bò của đồng bào dân tộc Khmer và người Kinh thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Năm nay, lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer huyện Tri Tôn tiếp tục được diễn ra đúng vào dịp đồng bào Khmer Nam Bộ cũng như bà con Khmer tỉnh An Giang đang nô nức đón mừng lễ Sen Don Ta truyền thống. Qua đó, nhằm tạo khí thế vui tươi và duy trì môn thể thao cổ truyền mang nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Bước vào tranh tài, các đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức đấu một vòng hô và một vòng thả, chọn đôi bò thắng cuộc vào vòng thi đấu tiếp theo. Trên đường đua, nếu đôi bò nào phạm quy như tự ý ra khỏi đường đua, dẫm lên bừa của đôi bò trước thì sẽ bị loại. Cặp bò còn lại sẽ giành chiến thắng và tiếp tục vào thi đấu vòng chung kết. Sôi nổi kịch tính là thế, nhưng với tinh thần giao lưu tạo nên sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa cho người nông dân Khmer các vùng sóc sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng, nên các chủ đôi bò cũng không đặt nặng chuyện thắng thua mà với tinh thần vui là chính. Tôi cũng cố gắng điều khiển đôi bò của tôi thi đấu hết mình, thắng thì quá tốt, thua thì cũng không sao, miễn sao vui vẻ trong dịp cùng bà con đón mừng lễ Sen Don Ta là vui rồi. Mặc dù ảnh hưởng của bão, trời đổ mưa nặng hạt, nhưng hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn thu hút khá đông khán giả đến xem và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt cho ngày hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng bà con dân tộc Khmer vui chơi gặp gỡ, là sân chơi nơi hưởng thụ văn hóa truyền thống dân tộc có giá trị đặc biệt trong sự kết nối tính cộng đồng, không chỉ giữa đồng bào dân tộc Khmer và người Kinh với nhau. Không khí hội đua bò lần này phải nói là rất vui tươi, nhộn nhịp. Tôi và nhiều bà con đến đây xem và cổ vũ tinh thần cho tất cả các đôi bò. Đôi nào thi đấu cũng hay, cũng hấp dẫn. Bà con rất vui vì được tham gia nhiều hoạt động trong lễ Sen Don Ta này. Dạ, lễ hội này thì em thấy cảm giác không khí rất là sôi nổi và hào hứng. Nói chung là đầy kịch tính, đam mê thì mọi người đều có đến đây coi dù mặc dù trời đang mưa. Cảm giác là làm cho tình anh em giữa người dân tộc Khmer và người Kinh càng gắn bó hơn. Sau các lượt thi đấu đầy kịch tính hấp dẫn, kết quả đôi bò của ông Nguyễn Thanh Toàn, xã Lương Phi xuất sắc giành giải nhất. Đôi bò của ông Nguyễn Văn Cánh, xã Châu Lăng giải nhì. Đôi bò của ông Nguyễn Văn Búp, xã Lê Trì đạt giải ba. Giải tư thuộc về đôi bò của ông Châu Rùm ở thị trấn Tri Tôn và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải điều khiển bò giỏi nhất cho ông Nguyễn Thanh Toàn ở xã Lương Phi. Các đôi bò đạt thành tích cao sẽ được tuyển chọn tham gia hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 29 tại thị xã Tịnh Biên vào ngày 29 tháng 9 tới. Vui, mừng tại vì đoạt giải thì ai cũng phải mừng chứ, thì cũng gắng hết sức mình coi sao, chứ mình không có nói trước được. Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18 năm 2024 tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, góp phần ngày càng thu hút du khách.